Hiện mực nước đo được tại sông Luộc tại khu vực xã La Tiến là gần 4,8 mét ở mức báo động 2, dự kiến mực nước sông sẽ còn dâng. Từ đêm hôm qua tới sáng nay, huyện Phù Cử đã tập trung triển khai chống tràn lũ tại các tuyến bối La Tiến, Sĩ Quý, Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa. Đã có khoảng 400 cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã tích cực đắp cát chống tràn. Hiện hai xã Tống Chân, Nguyên Hòa đã đẩy nhanh công tác di dời khoảng 300 hộ dân tại vùng có nguy cơ ngập lụt cao. Huyện cũng chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi vận hành 100% các máy bơm tiêu thoát úng.